nằm với bố là con bội gần 1 năm lòng anh em nhé. Đây là con bội khủng. Đó là một cái chế biến tương lai đấy. Bội mà chưa lột lông rừng mà đang ở được cái lòng đẹp như này thì phải biết là khủng như thế nào rồi. Bội trái luôn đấy. Bội dựa trái và con lòng sân này trái. Này lo lo. Ui trái. Trái lưa hết. Một tháng mình chỉ cho nó dợt chim nhà một lần thôi nha. Còn hàng ngày thì chim nhà mình không bao giờ nhìn thấy nhau được. Kể cả tắm cũng không bao giờ nhìn thấy nhau được. Con lồng sen bên kia cũng ché. Con lồng sen đang ché nhé. Con lồng sen bên này ché này. Nhưng mà nó không có chỗ treo nên treo ấy quá. Mai mốt mình sẽ làm dần xào đi. Trong lồng lực là tiger nhé. Trong lồng lực là tiger.